Lạng cá thì ta ha 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 chẳng nhờ chị biết là cháu bảo thiếu. Ồ, tao cả một hồi này bà. Ừ, mà mua nó mà. Bà giờ có cần ta chịu quá chị. Bà bảo là đau đầu lắm. Với lại đau nhức mỏi toàn thân. Bà có tuổi rồi của bác. Cho nên là bà khóc rất là nhiều luôn đây. Còn ở trong này thì như là trước bà khỏi ốm ấy, bà hay ngủ đây để trong có con vật nuôi trong bò thì phải. Đây là một cái giường. Đây là một chói mềm mén. Cũng như là rau thì toàn em già cũng thấy là một bát nước và một ít mì tôm ở đây thôi. Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em già tiếp tục đi vào một cái hộ gia đình hoàn cảnh. Trước đó thì em Dương và em già trong mùa mưa lũ sạt lở ấy thì em hai anh em cũng có vào đây và gặp được một cái hộ gia đình cũng hai anh chị là có vào đây để trông các em, bởi vì bên ngoại là ông bà mất hết rồi, không còn ai để trông các em còn nhỏ ấy, thì anh chị cũng di rời từ trên nhà xuống để trông các em ở đây. Hôm đấy ấy, thì là anh em vào thì cũng có bị sập lở trước cửa nhà. Hiện tại thì cái nhà cũng đã dỡ đi rồi cô bác ạ, cũng do là không ở được nữa hay sao ấy, thì gia đình cũng không biết là di rời đi đâu rồi. Đây đó, trước đây thì anh em cũng có vào đây và đây là một cái căn nhà nhỏ của gia đình mà về ở đây để trông các em. Tức là ông bà ngoại em mất hết rồi đấy cô bác. Đó, và đây sạt lở như thế này thằng nào các gia đình cũng di rời hết đây này. Phải dỡ nhà luôn. Rất là nghiêm trọng luôn. Cái này mà không dỡ nhà ấy thì cũng nguy hiểm cho cả đại gia đình. Đó, còn là gia đình bên ngoại là ở đây. Chào cả nhà nhá. Nhá chơi lỏ. Đây. Chồng đi làm về chưa em? Chị ta ló. Em trai về chưa? Đây là các bạn ai là em trai? Tướng ta là Pết tướng đi. À, hai bạn là hôm trước anh em vào xong em bảo là đi làm ở dưới xuôi phải không? Tướng tướng đàn đi lắm. Giờ u ló ở tiệm mua u cốc nào u này. À, tôi cần tao ở tướng đi lắm. À đây, thưa cô bác là lần trước vào thì bảo là cậu là cũng có đi em là cũng có đi làm thuê ở dưới xuôi ấy. Còn em trai thì cũng không gặp. Đó, đây là con cả của em phải không? Ừ. Cái nhà là giờ đi lại không ở nữa à? Thôi cho trẻ. Ồ, đấy, sập lở. Xong là cũng dỡ để gỗ, dỡ để đấy. Xong khi nào chồng về thì tìm được đất đâu thì sẽ dựng nhà tiếp. Nhưng mà vợ chồng em là xác định ở với các em hay là sau này vẫn phải về quê? Nên là sao thì nhau kể hắn ý là tỏ cá nên là sao thì nên là tỏ cá một bể cố tế cố chờ. Em cũng bảo là đi lên quê nhà nội thì cũng không có đất đai ấy. Thì hiện tại các em còn nhỏ cũng muốn là trông chăm các em để sau này các em lớn lên có vợ có con rồi thì hai vợ chồng cũng đi làm thuê để kiếm tiền mua đất ở dưới này để hai vợ chồng canh tác cũng như là ở gần các em hơn để tiện chăm sóc các em lớn đó. Và đây anh bảo này, hôm nay anh vào ấy thì cũng có cái phần quà của bà Ngô Thị Tị đó, có gửi về cho các cháu một côi cả cha mẹ mà chị gái và anh rể san ở rể để trông non đó. Thì thưa cô bác là như thế này, lúc này em già thì cũng chưa nói bởi vì đây là của bà Ngô Thị Tị, bà cũng có gửi cho các bạn thì không biết là bên trong này có cái gì, nhưng mà anh xin gửi lại cho em nhé. Ừ, đây là bà Ngô Thị Tị. Thì em xin cảm ơn bà một chút. Hoa sắc xanh trò từ bò. Xanh xanh bò xa đá. Mà mua con
chả cho thì ớt mình nhiều thế mua đồ thì bé tao na cái chỉ thì mua chơi nhau thì để làm đồ là nhau là thế mình đủ thế dùng để trả thế nên như là mở cho mũ. Vâng, đây là lời cảm ơn của em tên gì nhỉ, anh quên rồi. Bé chứ. Ừ. Bé Hùa Trung. Đây là lời cảm ơn của em Súng đã gửi lời cảm ơn đến bà Ngô Thị Tị. Thật sự là em cũng nói là hiện tại thì em cũng chưa có nhà cửa. Nhà cửa ở đây trước là dựng tạm một cái, nhưng mà do là bị sập lở rồi ấy, thì em hiện tại là đang ở với các em. Em không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn bà. Thì qua đây cháu già cũng xin chân thành cảm ơn bà đã gửi phần quà, tin tưởng anh em để gửi phần quà cho các hoàn cảnh, các gia đình ở trên này để có cái mặt trong cái mùa đông giá lạnh như thế này. Đó, thì không biết nói gì hơn, xin chúc sức khỏe bà và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Còn ở đây là gia đình của bên ngoại. Anh vào nhà một tí nhé. Đây là gia đình của bên ngoại. Bên ngoại thì hai bố mẹ cũng đã mất hết rồi. Hiện tại là còn các bạn còn rất là nhỏ, chưa biết làm ăn. Bạn lớn là lúc nãy em già cũng có chia sẻ là trước cũng có đi làm thuê về. Thì cũng lớn lớn như thế này thôi cũng chưa đủ để mình lo cho các em được. Mình là đàn chị thì hai anh chị cũng sang đây để hộ các bạn, các em để nấu nướng cũng như là sinh dạy cách sinh hoạt gia đình đó. Còn ở trong này chắc là buồn của anh chị rồi, bởi vì mình đã đi một bước rồi thì mình không thể ở chung với các em ở trong nhà chính được, gian chính được đó. Mình chỉ ở một rái một góc trái của căn nhà thôi cô bác ạ. Còn bên ngoài thì cũng trước cũng có bị sạt lở rất là nguy hiểm, nhưng mà nhà này là làm lâu rồi, nó đất là cũng cứng nhiều, nhưng mà cái phía tản này thì trước anh em có về chia sẻ thì cũng bị sạt lở xuống. Cũng rất là sợ là sạt lở đến nhà, xong là cũng không có đất đâu làm nhà ấy. Bởi vì xung quanh đây, từ đây san hấp san thì là của gia đình bên ngoại, còn đâu xa ấy thì không có nữa của bác ạ, không có đất đai nữa. Đất đai của bên ngoại thì cũng rất là ít đó. Ở trong này thì các bạn nhỏ là hay xuống đây để ngồi chơi. Trước ở đây là nuôi cái gì hả em? Trước là xác định là cái này nuôi lợn đấy cô bác, nhưng mà không có điều kiện để nuôi lợn bởi vì đi làm thuê là cũng trước em đi làm thuê được bao tiền về? Chí chỏ á, được 5 triệu à? Tiêu về chi tiêu cái gì hả? Ủa lò vô tá chưa? Tôi chỉ vô ông gà thầy lớn. Ông gà thầy lớn tá. Thế trước bố mẹ mất là mình bố mẹ để lại tài sản gì cho các em không? Tháo nền tiền gì không? Là trẻ tao chỉ đón này nhiều nhau nhiều nói dành chia số tiền. Từ chỉ mới chỉ trẻ tao. Trẻ chỉ tao luôn á. Cho tên mẹ của. Mà thao nền tiền gì không? Nhiều như là liền bà nền tiền gì nhiều sành cây sành trái nó. Nhiều cây trái hả? Vâng, thưa cô bác là như thế này. Em già vừa mới hỏi bà là trước bố mẹ mất ấy, thì bố mẹ có để lại cái gì cho mấy anh em không? Thì em trai cũng có trả lời là không ạ. Trước bố mẹ mất thì cũng không có con vật nuôi gì cả. Làn tan cho bố mẹ thì toàn là đi vay mượn ấy. Thì thời gian vừa qua em trai cũng có đi làm thuê được 5 triệu. Nhưng mà cái này là giả trả dần thôi, chứ bây giờ vẫn còn. Đó, còn chưa trả hết nợ cho người ta được. Còn là đất đai thì em trai với lại em gái này cũng bảo là để được phần đất. Đất là đang trồng ngô ở đây phải không? Nhỏ nhỏ. Té nhỏ không? Té không? Không bóc cửa nhìn một họ. Hàng năm trước anh vào bảo là không đủ nuôi các bạn. Thì hiện tại em lớn rồi, em cũng đi làm thuê thì có đủ nuôi gia đình không? Bố cháu ở bên mùa công thì sao đó, ở đây thì bố cháu này chưa thấy sao đó nọ. Chỉ cháu đấy á, không đủ nữa. Khó khăn quá. Bố đi được mấy tháng rồi? Bố của bạn này đi được mấy tháng rồi? Nếu mà gì thì mà từ khi mua cho tao cho thấy.
Mùng đó lên tàu á. À, bố bạn này là cũng đi được hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng. Nhưng mà khi mà dới nhà thì bố về không? Chồng của em về không? Chỉ lò. À, lúc dới nhà thì chồng cũng không về. Nhưng mà cũng do là bị sạt lở nhiều quá, không ở được nữa, sợ cuốn trôi hết cả nhà, cũng như là còn một ít đất đai đây, cũng sợ là đất đai cũng không có cái gì để canh tác đấy cô bác. Nó còn hôm nay em già vào đây ấy, thì cũng trao cái phần quà của bà Ngô Thị Tị cho gia đình rồi, và cũng chia sẻ một số cái như là hỏi thăm về gia đình cũng như là sự mất mát của gia đình cho toàn thể. Cô bác cũng biết, còn bây giờ thì chắc em già cũng sẽ san bên gia đình của ở dưới nhà em Sử, đó là anh Xính đó, mấy bố con anh Xính cũng như là mẹ sang bên đấy để thông báo một số khoản quý, cũng như là các cô bác có ủng hộ cho anh Xính đó, thì xin mời cô bác Thiêu Trần hai anh em đi lên nhà đó. Vâng, thưa cô bác, là gia đình của em Xính thì ở dưới này. Tuy nhiên là trước khi đi vào trong kia thì em già cũng có muốn đi thăm gia đình của em Sử một chút, bởi vì thời gian của em già nghỉ cũng được một thời gian dài rồi. Không biết là gia đình của em Sử ăn ở như thế nào, cũng như là em già vào bên đây thì cũng có những cái mới mẻ. Đó là cái chuồng bò của nhà em Sử ấy, thì cũng bưng đan những cái vách tre vách nướng như thế này để bưng xung quanh cái chuồng bò. Đó. Và đây. Chào các con nhá. Thế nhá, chế lò. Đây. Toàn bộ là con của nhà em Sử. Bố đâu con? Bố mẹ đâu rồi? Con nhìn thấy gì mới chị? Bố đi làm thuê rồi, còn mẹ đi đi đán rồi à? Vâng, thưa cô bác, là hôm nay vào thì không thấy em Sử rồi. Sao lại buột một con gà đây đấy hả con? Hả? Mẹ buột á? Con này là đi xin về hay là đi mượn về làm giống? Đi mượn về làm giống á? Thế là mình có con gà mái rồi à? Có. Có rồi à? Cô bác có thể nhìn từ trên này xuống thì cái nóc của gia đình anh Xính là đã bị bật nóc ấy. Cái nóc bị bật và không biết bay đâu hết rồi. Đó. Và lúc nữa sau khi mà em già thông báo cái khoản quý cho gia đình của anh Xính xong ấy, thì em già sẽ đến số toàn bộ số flow của gia đình anh Xính xem hỏng bao nhiêu tấm, thì em già sẽ đi về bảo em Dương và hai anh em sẽ đi mua flow để thêm vào những cái tấm mà đã bị bay và đã hỏng rồi đấy cô bác. Để mà gia đình là để mà khai toàn bộ flo thì những cái tấm flo này còn nguyên, vẫn còn dùng được, vẫn chưa hỏng ấy, thì mình khai toàn bộ thì cũng phí cô bác ạ. Đó. Thì em già cũng không em Dương và em già cũng có quyết định bàn bạc với nhau là nếu mà có thai thì thai những cái tấm mà đã bật đi và hỏng. Con chó bé à. Đây, vào bên đây thì cũng thấy cái vườn rau của gia đình đang Xính, và cũng có làm được những vườn rau luôn. Anh Xính ơi, anh đâu rồi? Nhớ chết bò. Anh Xính đâu rồi bà? Cái lò sấy mới chị này. Vâng.
Vâng, của bác là như thế này, mẹ của anh Xính là đang ốm nặng, đó tất cả mồ hôi. Xong là hỏi anh Xính thì mẹ bảo là anh Xính đi kiếm thuốc nam với lại đi tìm thầy thầy cúng rồi. Dạ chuyện cả luôn, không hai bôi màu là hai giờ tối, nó là hai giờ tối đang cà thấy mà mi luôn. Đó đang nóng mà mẹ của anh Xính là cũng đắp chăn bông thế này. Bà bị đau ở đâu? Bỏ móc hả thưa? Bà bảo là đau đầu lắm, với lại đau nhức mỏi toàn thân. Bà có tuổi rồi của bác, cho nên là bà khóc rất là nhiều luôn. Đây, bà đang khóc với lại tất cả mồ hôi đây này. Vâng, đấy bà của mẹ của anh Xính bảo là bây giờ mẹ thì có tuổi rồi, anh Xính không có vợ nữa, các con thì đang đi học hết rồi, không có ai chăm lo cho bà cũng như là lấy nước cho bà uống, thật sự rất là khổ. Hiện tại bà rất là yếu rồi. Anh Xính thì đi đường xa đi tìm thầy thuốc với lại đi tìm thuốc nam với lại thầy cúng ấy, thì cả ngày nay chưa thấy về cô bác ạ. Đó, bà không biết ăn gì chưa, nhiều lẽ nó mỏi thì tao bò bà cũng bảo là lúc nấy có cái các con của nhà anh Sử ở dưới này ấy, ở trên này ấy, thì các con đấy cũng có về lấy một ít cơm chan nước lá cho bà ăn, xong bà mới nghỉ lại được một lúc thì anh em cũng tới luôn. Tuy nhiên là thật sự rất khó khăn cô bác ạ, với tình cảnh của hai mẹ con anh Xính. Mẹ thì có tuổi rồi, anh Xính thì đang bơ vơ, vợ mất sớm rồi. Vợ của anh Xính là lúc nãy bà bảo là mất được bao nhiêu năm nhỉ? Anh Xính từ con này bón tàu sẽ sống xa sống đi ô xa sống á à, mất được 7 năm rồi, mất được 7 năm và để các con thơ cũng như là để lại anh Xính và bà ở cái nhà này cũng được 7 năm rồi. Ồ, hai đi khư khư thế à bò. Chị tụi mình nhỏ chị, ấy tích mất nhạc tốt tả chị. Giờ tụi mình nhỏ rất tụi mình nhỏ mất bếp tình. Nhưng mua cho tụi mình nhỏ chết sáng chân đẹp thôn đẹp tốt lại chị. Ờ, mấy tụi mình nhỏ tụi tỏ nhé. Tụi nhẹt tụi lại cho tụi mình nhỏ đâu tụi mà mình giao. Tụi mình nhỏ tụi xong nên mới xa xì rộng mà cần tay mù tất cả bị ố là. Ủa tụi mình nhỏ chị khư khư ở. Mới tụi mình nhỏ đâu tụi chị. Dù nó tạo chạy tụi mình thua, tụi mình thua, tụi mình lại cháu tụi mình nhỏ chị. Ôi nhỏ tụi quá chị. Cho nên tôi nhắc cho chúng nó phê chạy u chạy u chạy. Tôi mới thân nó ưu đi tôi có tôi cũng chạy như thế. Tôi thấy lịch thông này anh sân nhau áo theo anh thấy tôi mình nhu chạy. Tôi có mà hát thầm mình nhu áo. Mì thật lấy tôi chạy. Nị mì chạy. Bà chạy có mà lào thế. Dạ mô cho tôi nhảy mà. Vâng, thưa cô bác là mẹ của anh Xính bảo là trước vợ anh Xính mất thì mất ở bệnh viện. Xong sau đó thì con út thì vẫn còn nhỏ lắm. Năm nay vợ của anh Xính mất thì cũng được 7 năm và con đấy cũng con của anh Xính, con út cũng được 7 năm rồi và hiện tại là đi học rồi. Nhưng mà bà ốm, anh Xính thì đi xa nữa, không ai đi đón các con về. Đó, và giờ các con cũng chưa về, đến giờ về nhưng mà chưa về. Bà cũng thấy lo và bà đang ốm, không ai lấy nước cho bà uống đấy cô bác. Đó, bà khóc rất là nhiều luôn. Đây. Chứ có cô mà là lão lại xin nó mò thế hả? Cho mẹ thiết thiệu, dạ mình ra. Chứ mà nó mình làm một cái hộ, chứ tao mình thuộc ta chạy. Anh sáng mà mù chạy, anh sáng chạy đó là chạy, mình làm ta chạy uống nha. Nó chứ mà nó chạy, chết thì mình ta cho tao chạy, không mình mộ sao. Anh không cả chứ tao kia mà mình nó. Dạ ông lạng cả xưa, nếu mình nó sát tao thì ông chống mơ mơ, mà mình hát hát bố chạy. Nhưng mà có kênh cho tao là một chị tao là ổ chị tìm một cuộc khư mà. Vâng, thưa cô bác là bà cũng bảo là hiện tại có tuổi rồi, đi lấy một cái hai ba cành củi để về đun nấu cho bà ăn cũng như là đun nấu cho con cái thì cũng không đi lấy được. Bắt buộc phải đợi anh Xính về, bởi vì anh Xính có sức khỏe thì anh Xính đi lấy được củi và
lấy được nước thì bà mới có cái để đun nấu cho các con cũng như là bà. Tuy nhiên hiện tại bà cũng có tuổi nhưng mà lâm bệnh rồi cô bác ạ. Còn đây cô bác, phía bên trên này thì cô bác có thể nhìn thấy là những cái tấm lợp cũng như là nóc ở trên này là cũng đã bị tóc bay hết rồi đó. Và một lúc nữa em già sẽ đến khoảng bao nhiêu tấm thì em già sẽ kê và đi mua về cho anh Xính. Còn ở bên trong này là cái không gian của gia đình anh Xính. Cái giường bên trong là giường của mẹ, còn đây chắc là giường của anh Xính rồi. Anh Xính và các con là có khả năng là ngủ trong này rồi. Tuy nhiên là không có vợ mà. Đây, rất là bừa bộn luôn. Ở trên này thì chê bàn những cái tấm ni lông. Và cái màn này không biết là từ bao đời rồi. Buộc chắp vá, buộc lại với nhau như thế này đây cô bác. Rất là khó, rất là khổ và khó khăn. Tuy nhiên là cái khung của cái nhà, cột kèo, mọi cái là vẫn còn là nguyên nhá cô bác. Đó, chỉ ba những cái tấm nóc thôi. Còn là bên không gian bên trong này là một cái chuồng, nhưng mà không có con vật nuôi cô bác ạ. Đấy, toàn bộ xung quanh ở trong này là một cái chuồng, nhưng mà không có con vật nuôi. Không biết là chưa đến giờ là không có hay là có bán hết rồi cô bác. Đó, cái này thì em già với em Dương là cũng chia sẻ một hai lần thôi, cũng chưa đi sâu vào vấn đề. Còn ở trong này thì hình như là trước bà khỏi ốm ấy, bà hay ngủ đây để trông có con vật nuôi trông bò thì phải. Đó, đây là một cái giường. Và không gian của nhà anh Xính thì ở bên trong thì có bấy nhiêu đấy thôi, cũng không có cái gì để nói cả. Đây chắp vá và những cái vết tre vết nướng như thế này thôi. Còn đẹp là cái khung của căn nhà đẹp bởi vì cột kiên cố và sàn kiên cố, nhưng mà thiên nhiên lấy đi những cái tấm lợp và nóc đi thôi. Đó, tóm lại là như vậy. Và lúc nữa không biết là anh Xính không ở nhà, hôm nay em già vào thì lúc nữa em già sẽ thông báo luôn cho mẹ anh Xính khoản quý của các cô bác gửi về hỗ trợ cho mẹ của anh Xính luôn. Bởi vì hai mẹ con chắc là cũng một lòng thôi đó, và là một thôi thì thông báo cho ai cũng được, miễn sao sau này mình sửa sang lại được cả mua được tấm lờ sửa sang nhà cửa cho anh Xính và mẹ là được cô bác ạ. Còn đây em già vừa mới vào thì thấy một chói mềm mén của gia đình. Lúc này có bà có bảo con của nhà em Sử lấy giúp cho bà ăn. Đây là một chói mềm mén cũng như là rau thì toàn em già cũng thấy là một bát nước và một ít mì tôm ở đây thôi. Đó, rau ở dưới thì vẫn có nhưng mà rau non đấy cô bác. Đó, hình như là không thấy, không biết là gia đình ăn cái gì luôn. Không rau ăn thì phải cô bác ạ, đây là nồi trống không luôn ạ, không có cái gì luôn. Thật sự là gia đình thì không có gì để ăn nồi rồi. Bởi vì như em xưa thức phim trước em Dương cũng có chia sẻ đấy, mẹ của anh Xính thì có tuổi, còn là các con thì vẫn còn nhỏ nhỏ. Anh Xính không chịu lấy vợ, đó, không ai chăm sóc mẹ già. Bà con bảo này, hôm nay con vào ấy thì con cũng muốn thông báo cái khoản quý để mua tấm lợp sửa sang nhà cửa cho anh Xính cũng như cho bà ấy. Thì hôm nay con mới vào đây, nhưng mà chẳng may bà lâm bệnh, bà ốm rồi. Con nói cho bà để một tí anh Xính về thì bà bảo anh Xính nhá. Bỏ ý giả lưu lò máu thì mua lò thông bỏ đó lò này thì nó nếu lò thì là gửi khó nhiệt tụi ba này khó nhiều vụ khó nên lúc trẻ ta chỉ mà tin là xanh chỉ nhỏ ấy. Ừ, cho thì từ giữa nói yên chữ thông bỏ đó thì tin là xanh lò mà ở hai khi đó người thì Hà điểm mà nên chuyển lò mà căn thôi mà lần thưa cô bác là như này. Hôm nay em già vào đây thì trước là em Dương cũng có thông báo một lần ở chỗ nhà của em và mấy mẹ con rồi.
đó là cô Vân Phạm, cô có gửi 4 triệu hỗ trợ cho nhà em Vá là 2 triệu, nhà Xính, nhà Xính sửa nhà là 2 triệu. Thì trước em Dương cũng có thông báo, tuy nhiên là để thông báo cho gia đình của anh Xính ấy, thì anh em chưa thông báo. Hôm nay có thời gian thì em già cũng tiện đây vào thông báo cho anh Xính, nhưng mà không may đó là không gặp được anh Xính, gặp được mẹ nhưng mà mẹ lâm bệnh rồi. Đó thì em già sẽ bảo mẹ, xong rồi khi nào mà anh Xính về ấy, bảo mẹ, mẹ nhắc lại cho anh Xính biết để sau này mình sẽ sử dụng cái số tiền cộng với số tiền của các cô bác nhóm họ dành cho Như là 2.500.000 đồng mua tấm lợp sửa nhà cho anh Xính. Thì số tiền mình sẽ cộng vào nhau để mua tấm lợp, xem thiếu bao nhiêu tấm và hỏng hóc bao nhiêu tấm thì mình sẽ kê tổng thể một thẻ và mua về sửa nhé cô bác nhé. Đó nhà bỏ nó nếu là mà mua ít được phao mua thì cô Văn Phạm nửa nhóm nào u mà nửa gửi tao là ó trò lò ba tròn nấy à kho yêu vừa lò kho nấy lúc trẻ thế à ô lên mà hai chơi ô mình phải chọn thêm hả chơi mày thấy là ba tô thế ba anh xanh thế anh xanh liền cả tổ tổ nhẹ ô mình thấy cái này trò mình thấy nhóc mình đậu ó trò mà nhà mình đã ba phố thế phố tổ tổ nhẹ thế phố lò lò mà mai cho tôi ba trò phố thế mình thấy đậu trò thế mình tú ó trò thế leo tụi mình nhổ mà ờ đã tôi ba phố lúc phố thế ờ. Vâng, đây là lời cảm ơn của mẹ anh Xính, là có gửi lời cảm ơn đến cô Văn Phạm. Xin chân thành cảm ơn con đã gửi cái khoản hỗ trợ này để cho gia đình, hai mẹ con sửa sang nhà cửa cho gia đình cũng như là các con còn nhỏ. Thì anh Xính cũng không có thời gian để đi làm thuê xa để mình có tiền trang trải cuộc sống cũng như là sửa sang nhà cửa ấy. Thì bà không biết nói gì hơn, bà xin chân thành cảm ơn đó. Và qua đây thì xin phép cháu già thay mặt cho anh em xin chân thành cảm ơn cô Văn Phạm rất là nhiều đã tin tưởng anh em để gửi gắm những cái khoản hỗ trợ cho anh em giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở trên này. Còn thưa cô bác là như thế này, tổng của các cô bác nhóm Hoàng Sinh Trinh Như cũng như là cô Văn Phạm tổng số tiền là hiện tại là đã nhận được 4.500.000 đồng. Nếu mua per lô cho nhà anh Xính không thay đòn tay cũng như là không thêm cái khác nữa ấy, thì khả năng sẽ đủ. Lúc nữa anh ta sẽ kê lại bố hai này nhá. Cho nhiệt tàn thò lại cho Paul ba ô trò chi thế mà nên ô trò thế mà tàu lo trò chi thì tiền học sinh lò má ở hải khi đông người đi về cũng mà khi nào chơi mà tàu thì lúc sẽ chuẩn đây tua chơi dùng hụt tách cho tàu thường nhắm mình nhậu mình chơi bao nhiêu chơi làm mới tu ờ chơi tàu thứ hai thì chả mà biết tua mà biết mà hụt tách tua tàu à tách tàu thì tàu sự chơi tàu sự hụt tàu tàu nhớ chơi tàu sự dùng bao nhiêu mà sự bao nhiêu cái anh sinh ngồi bao nhiêu họ chơi mà anh sinh chỉ mua tách nhá anh sinh chỉ mua này chỉ mua cái lúc tách lò này chỉ lúc tách lò thành mà dùng nhầm nhau có liệt chơi điều tốt nhất thì tái sinh lô rồi mà chạy điều tốt nhất thành thông thế rồi thôi thì tôi này hứa họ tăng tư mà phải để bảo hành nên họ chạy tốn đấy rồi mà và mẹ của anh Xính bảo là khi nào mà anh em có về mua pelo về sửa sang nhà cửa cho hai mẹ con cũng như của đệ gia đình ấy thì điện trước cho nhà của anh Sử để anh Sử thông báo cho anh Xính, bởi vì anh Xính là không có điện thoại, sợ là khi mà anh em mua pelo lên lại không gặp được anh Xính như hôm nay em già lên ấy. Thì mẹ của anh Xính cũng rất là sốt ruột và cũng rất là mừng khi mà có khoản hỗ trợ rất là lớn như thế này để hỗ trợ gia đình mua pelo trong những cái ngày mưa dột thì rất là dột, rất là bẩn bừa bộn ở trong nhà đó cô bác ạ. Thì mẹ của anh Xính cũng lo lắng một điều như thế, thì cũng mong là anh em trước khi mua lên phải thông báo trước cho anh Xính đó. Thì em già cũng đã hứa rồi, còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi ấy, em già cũng phải đi về nữa. Ở trên này thì đường lúc đấy anh em cũng có để xe ở tịch tư kia, do là đường hỏng hết rồi phải đi bộ một đoạn khá là xa ấy. Thì em già cũng xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.